Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel nóng của tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh máy cắt lúa của Toyota DC70 cắt lúa ở vùng đất Lung nha các bạn ơi. Đây là vùng đất rất là thấp, nó trũng quá các bạn, cắt nó hay bị lúng lắm. Rồi giờ mình sẽ quay, mình chia sẻ cho anh em ở trong này nó cắt xem, rồi để mình biết cách để mình tránh như thế nào nha. Nãy giờ là nó trũng đít luôn đó các bạn. Chim bay không nổi luôn các bạn ơi. Rồi, mấy bạn thấy chưa, nó lúng rồi kìa. Trời ơi, nó đổ dấm vô sâu trong đây luôn các bạn. Bánh xích nó đi không nổi luôn các bạn ơi. Lên cái kia xuống luôn, quá đã, cắt cái thằng thẳng hàng luôn các bạn ơi. Cắt xong rồi chiều nay hay sáng nay thì có cái xe chở gom nó lên, nó hút mấy cái gom này nè. Này chỉ quá đã rồi. Rồi, máy cắt lúa lại tới rồi mấy bạn ơi. Này nó đảo vài vòng nữa là hết cái khu này luôn rồi mấy bạn. Này chạy lên, cái kia chạy xuống. Rồi cô này đang cắt lúa mẫu nha. Nông dân quê mình lắm mấy bạn. Họ rất là chắc chắn. Rồi bắt đầu gặt nè. Bữa nay chim nó bay đầy hết trơn các bạn ơi.
Rồi bà chim nó bay không nổi luôn kìa. Chim nó chắc chim máy á mấy bạn ơi. Thấy nó mập quá. Thấy nó chữa gì á, bay không nổi luôn. Bây giờ các bạn làm việc các bạn ơi.